Vừa qua, Đảng bộ Cục Xúc tiến Thương mại đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương. Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Xúc tiến Thương mại đã làm tốt công tác kiểm tra giám sát. Kết quả kiểm tra giám sát của Đảng bộ Cục Xúc tiến Thương mại trong nhiệm kỳ qua cho thấy, toàn thể cán bộ đảng viên đã nhận thức đúng đắn về công tác kiểm tra giám sát, xác định công tác kiểm tra giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Cục Xúc tiến Thương mại thực hiện hoàn thành tốt công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao. Cụ thể, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, nay là chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, chương trình thương hiệu quốc gia, tạo điều kiện cho các đơn vị tổ chức xúc tiến thương mại trung ương và địa phương triển khai hiệu quả công tác xúc tiến thương mại trong bối cảnh mới. Bên cạnh đó, Cục Xúc tiến Thương mại đã xác nhận đăng ký các chương trình khuyến mại cho doanh nghiệp theo phương hướng cải cách thủ tục hành chính cấp độ 4, thực hiện giám sát, kiểm tra thực hiện thủ tục khuyến mãi tại doanh nghiệp, kịp thời trao đổi, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Ngoài ra, Cục Xúc tiến Thương mại đã phối hợp với Amazon Global Selling triển khai chương trình xúc tiến xuất khẩu thông qua thương mại điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu về 10.000 doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Tại đại hội, đánh giá cao các kết quả mà Đảng bộ Cục Xúc tiến Thương mại đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, trước bối cảnh các thị trường lớn đang đối mặt với dịch bệnh hoành hành, kinh tế thế giới có nhiều biến động khó lường, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, Đảng bộ Cục Xúc tiến Thương mại cần quan tâm tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế, phân công trách nhiệm rõ ràng, minh bạch, công khai trong các hoạt động quản lý và giải quyết công việc, nâng cao năng lực dự báo, khả năng nắm bắt thị trường của đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, xây dựng và thực hiện chiến lược xúc tiến thương mại bền vững trong dài hạn, đa dạng hóa, hiện đại hóa phương thức xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến thương mại một cách thường xuyên, liên tục hậu COVID-19, xây dựng cơ sở dữ liệu xúc tiến thương mại hỗ trợ hoạt động kết nối sản xuất, xuất nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp, nghiên cứu xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức xúc tiến thương mại hiện đại trên cơ sở tinh gọn nhưng hiệu quả, tiếp tục mở các văn phòng đại diện xúc tiến thương mại tại Trung Quốc theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và nghiên cứu đề xuất mở mới một số văn phòng xúc tiến thương mại tại EU, châu Á Thái Bình Dương để thực hiện EVFTA, CPTPP. Tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức Đảng, Cục Xúc tiến Thương mại trong sạch vững mạnh, bảo đảm nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất từ Đảng ủy đến cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cục, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, các nghị định của Đảng để đảm bảo từng nhiệm vụ, giải pháp đều được kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả. Trân trọng những ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, đồng chí Vũ Bá Phú, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại khẳng định, Đảng bộ Cục Xúc tiến Thương mại quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng một Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động, Cục Xúc tiến Thương mại thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại, phấn đấu hoàn thành 100% các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm đã được Bộ phê duyệt và chủ động báo cáo lãnh đạo Bộ điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác thích ứng với các biến động khách quan trong thực thi công vụ, đảm bảo công tác xúc tiến thương mại đạt hiệu quả cao. Đại hội Đảng bộ Cục Xúc tiến Thương mại nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 5 đồng chí vào cấp ủy khóa mới. Đồng chí Vũ Bá Phú tiếp tục được tín nhiệm, giới thiệu vào chức danh Bí thư Đảng ủy.